Trong thánh đức hội nghị Phêrô, hôm nay cả tổng giáo phận và người hiện ý cùng đức hồng y mừng lễ kỷ niệm 27 năm tấn phong giám mục của ngài. Năm 2010, vâng lệnh tòa thánh, ngài đã rời Đà Lạt, thành phố hoa thanh bình thân yêu, nơi ngài đã gắn bó suốt 72 năm để an nhận nhiệm sở mới tại thủ đô Hà Nội. Giữa một thời cuộc khó khăn với nhiều biến cố phức tạp, nhưng ngài đã dẫn đưa tổng giáo phận Hà Nội vượt qua những thử thách gian khó mà vẫn giữ được sự đoàn kết hiệp nhất an bình. Khẩu hiệu của đức hồng y là người phải lớn lên, tất cả đều quy về Chúa Kitô. Ngài là một vị lãnh đạo có bản lĩnh kiên trung, người thầy đức tin trung thành. Ngài đã hoàn thành trách nhiệm của mình một cách giản dị, ân cần. Điều nổi nhất nơi ngài là lòng nhân hậu. Ai ở gần ngài đều nhận thấy ngài là
Ngài không nỡ mất kim đèn còn khói, bẻ gãy cây sậy đã dập. Toàn thánh đã tôn vinh công lao và sự nghiệp của Ngài và nhận đơn tử nhiệm của Ngài là tuổi 80. Toàn thể các thành phần trong tổng giáo phận Hà Nội có mặt nơi đây để cùng Đức Hồng Y tạ ơn Thiên Chúa vì tất cả những hồng ân Thiên Chúa đã ban tràn đầy cho Đức Hồng Y suốt cuộc đời dài lâu. Trọng kính Đức Hồng Y Phêrô, tục ngữ Việt Nam có câu: một ngày là nghĩa, chuyến đò nên quen. Hương chi Đức Hồng Y đã ở với đại gia đình tổng giáo phận Hà Nội chúng con 8 năm 6 tháng 27 ngày. Biết bao ân nặng nghĩa sâu, chúng con chân thành tạ ơn Đức Hồng Y vì tất cả những tâm huyết, ân tình, công sức, hy sinh Đức Hồng Y đã dâng hiến cho nước Chúa qua việc phục vụ dân Chúa Hà Nội chúng con. Đức Hồng Y Phêrô mãi mãi là người cha kính yêu của chúng con. Nguyện cầu Thiên Chúa chứng giám và thường công bồi cầu cho Đức Hồng Y. Thần Ngài Đức Mẹ Hà Nội, Thánh cả Giuse bảo trợ Đức Hồng Y trong vòng tay quyền năng cùng yêu thương. Xin Thánh Phêrô đồng hành với Đức Hồng Y trên mọi bước đường đời. Cả cuộc đời Đức Hồng Y là một bài thơ. Rực rỡ hoa xuân nở, gây đất nắng hạ theo, dịu hiền trăng thu được, lồng lồng gió đông về. Giữa sóng đời gieo heo, trung thành cùng Chúa cả, hoa lệ mãi thắm xinh. Gia đình tổng giáo phận chúng con tiếp tục lời chúc mừng và tri ân có món quà kính dân Đức Hồng Y. Xin một đoàn đồng chào tay thật lớn. Thank you.
thì bao giờ nó cũng gắn kết với đạo viện chuyển chức giáo của Đức Giáo Lorenzo. Ngày chỉ sau đây có 2 ngày, chúng ta năm nay kỷ niệm cách đặc biệt 10 năm chuyển chức giáo mục của Ngài. Chiều thứ tư này, cộng đoàn chúng ta tập hợp lại và lúc 6:30 dự thánh lễ cầu nguyện cho Ngài. Và những điều mà Ngài thấy mặt chú giáo và bày tỏ ra cho tôi thì nó chỉ có thể đúc kết bằng một cái lời duy nhất: tất cả là hồng ân của Chúa. Và hơn ai hết, từng ngày một tôi cảm nghiệm được hồng ân của Chúa trên cuộc đời của mình. Cho nên thánh lễ này trước hết là lễ tạ ơn. Nhưng tôi muốn nói cái lời tạ ơn riêng của tôi đến Đức Cha Lorenzo, Đức Cha Giuse, đến các cha, các tu sĩ nam nữ, chúng sinh và tất cả anh chị em. Tôi không thể diễn tả được, là vì nó sâu sắc quá, là vì nó đậm nét quá. Chỉ có thể cảm nghiệm và để trong lòng. Tôi muốn nói lên lời cảm ơn của tôi một cách thật là sâu sắc, một cách thật là chân tình. Vì tôi thấy rằng tôi mang ơn tất cả mọi người. Xin Chúa trả công chúc phúc cho tất cả anh chị em. Và tôi cũng không có xấu hổ để nói ở đây lời xin lỗi của tôi về những việc phải làm mà tôi đã chẳng làm hoặc là chẳng nên, về những việc không được làm mà tôi lại làm. Tôi tin rằng anh chị em đủ quảng đại để quên đi tất cả những điều đó và bắt tay để tiếp tục cùng với tâm tổng giáo mục Giuse xây dựng cái giáo phận thân yêu của chúng ta. Tôi xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho tôi để trong giai đoạn mới này chúng ta đang tiếp tục một thời kỳ hồng ân của Chúa. Nếu nhờ lời cầu nguyện của anh chị em tôi tuân giữ những kỷ luật của Hội Thánh, những lời nhắc nhở của Đức Thánh Cha qua một cái tự sách mà Ngài mới ký ngày 25 tháng 2 năm 2018, nói về những trường hợp cụ thể của các giáo mục về hương. Trước thánh lễ tôi muốn chia sẻ với anh chị em để anh chị em đem những tâm tình này vào trong thánh lễ và cầu nguyện cho tôi. Giai đoạn sắp tới đây của tôi trước hết nó phải đậm nét về sự khổ chế, tức là sự ăn năn đền tội. Vì anh chị em biết càng chức càng cao thì lỗi lầm càng nặng. Phương chi tôi đã dâng mình phục vụ với chức thầy cả cũng đã 21 năm, nếu cộng lại những lỗi lầm thì biết mấy gì mà viết ra được. Cho nên thời gian sắp tới xin Chúa đưa tôi vào trong cái tâm trạng đó, và vì vậy cũng là thời gian cầu nguyện
và vì vậy cũng là thời gian sống phim tối. Và Đức Giáo Hoàng khuyên đó là thời gian tốt để ngồi lại mà suy ngẫm và đọc sách, và cũng có thể chút chút giúp vào một vài việc vụ. Như vậy anh chị em thấy con đường đã mở ra cho tôi. Một năm, 5 năm, 30 năm tôi không biết, nhưng thật rõ ràng mà liệu tôi có đi vào con đường đó được không? Tôi chỉ là một con người yếu đuối, cho nên tôi tha thiết xin anh chị em cầu nguyện. Và hôm nay chúng ta cử hành lễ Thánh Phanxicô Xavier, bổn mạng các sứ truyền giáo là chúng ta, nhờ lời chuyển cầu, nhờ lời gương sáng của Ngài, tin mừng của Chúa được tiếp tục loan báo, loan báo một cách trong sáng, loan báo một cách nhiệt tình, loan báo cho tất cả mọi người, và điều đó chắc chắn giáo hội chúng ta làm được nếu chúng ta dựa vào cái việc làm của Chúa. Xin Chúa tha thứ tội lỗi của chúng ta để chúng ta được xứng đáng cử hành thánh lễ này. Tôi thuộc nhờ cầu Thiên Chúa toàn năng.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa là Trời Thánh Phanxicô đi lam ra để kêu mời các dân tộc Á Châu đón nhận tin mừng. Xin cho các tín hữu đương nhiên hành truyền đạo như thân nhân và cho giáo hội được thân hoa đón nhận nhiều con tay. Chúa con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trì cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần nên muôn đời. Amen. Đừng ngồi đây rồi. Để tay trên đồi núi, bước chân người mang báo tin mừng, công bố bình an. Người mang tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ và nói với Si-ôn rằng: Thiên Chúa ngươi là vua hiền trì. Kỳ nghe trong quân canh gác của ngươi, cùng các tiếng reo hò vang dậy. Họ sẽ được thấy tận mắt Đức Chúa đang trở về Sion. Hỡi Jerusalem miêu tàn hôn về, hãy đồng thanh bật tiếng reo mừng, vì Đức Chúa an ủi dân người và cứu chuộc Jerusalem. Trước mặt muôn dân, Đức Chúa đã phong cánh tay thần thánh của người và ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Người vốn bể đồi ra nhìn thấy. Đó là lời Chúa. Hãy đi rao giảng tin mừng khắp thế gian. Hãy đi rao giảng tin mừng khắp thế gian. Vạn quốc ơi, mừng chúc Chúa đi. Ngàn dân ơi, hãy tán dương Ngài. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Corinto. Thưa anh em, đối với tôi, rao giảng tin mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi, nếu tôi không rao giảng tin mừng, tôi mà tự ý làm việc ấy thì mới đáng Thiên Chúa thưởng công. Còn nếu không tự ý thì đó là một nhiệm vụ Thiên Chúa giao phó. Vậy đâu là phần thưởng của tôi? Đó là khi rao giảng tin mừng, tôi rao giảng không công, chẳng hưởng quyền lợi tin mừng dành cho tôi. Phải, tôi là một người tự do, không lệ thuộc vào ai, nhưng tôi đã trở thành nô lệ của mọi người, hầu chinh phục thêm được nhiều người. Tôi đã trở nên yêu với những người yếu,
để chinh phục những người yếu. Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi cách cứu được một số người. Vì tin mừng, tôi làm tất cả những điều đó để cùng được thông chia phần phúc của tin mừng. Đó là lời Chúa.
nhưng không phải là vì vậy mà cái đời sống thánh thiện đạo đức của ngài nó có thể nó dễ dàng đến cho với ngài. Vì ngài vốn sinh ra trong một gia đình phải nói là giàu có, rồi thì có thế lực, nó giống như một kiểu là tiểu vương quốc vậy. Ngài có nhiều tài năng, rồi nhiều tham vọng, rồi được đào tạo ngay ở thủ đô Ánh Sáng là Bali. Cho nên ngài mang rất nhiều cái hoài bão, cái ước mơ để thành công ở đời. Nhưng lòng Chúa thương xót đã để cho ngài được gặp một người bạn, và người bạn đó đã giúp đỡ ngài, đó là thánh Ignacio Loyola. Vị thánh đã sáng lập nhân tên, và thánh Francisco là một trong bảy thành viên đầu tiên của dòng tên. Vì Francisco suy đi nghĩ lại những lời mà thánh Ignacio nói với tính cách là một người bạn, một người thầy, lời lại cả thiên ta, mà mất linh hồn thì được ích gì? Một con người có nhiều tham vọng, chắc chắn lời đó làm cho người đó phải suy nghĩ rất nhiều. Và từ những suy nghĩ đó, cộng thêm vào một con người có những cái khả năng đó, Chúa đã tác động và biến đổi để dần dần thì Francisco thấy những lợi ích ở đời này chẳng đem lại được cái lợi ích gì hết, chỉ có một điều là đáng kể, và điều đó là điều muốn lấy được ở trong cái linh đạo của dòng tên cho tới ngày nay, để vinh quang Thiên Chúa lớn lên. Tất cả mọi việc chỉ có giá trị nếu việc đó làm cho người ta biết thêm về Chúa, làm cho người ta yêu mến Chúa, làm cho người ta thi hành lời Chúa, thì một cái việc nhỏ nhất nó còn có giá trị. Còn nếu không quy hướng về vinh quang của Chúa thì mình chẳng làm cái gì. Thế nên trong cuộc đời của thánh Francisco, con gọi đó luôn luôn nhắm đến làm cho Chúa được lớn lên, làm cho Chúa được yêu mến, làm cho Chúa được loan báo, làm cho Chúa được tin tưởng. Cái khát khao đó thánh Francisco đã bày tỏ trong cái lá thư rất là cảm động ngài viết cho bề trên của ngài, khi ngài nói rằng ngài rất là tha thiết muốn kêu gọi để chuyên và những con người trí thức để họ ý thức được cái tình trạng người ta không có biết Chúa, người ta xa cách Chúa. Tôi muốn viết cho đại học Paris để nói cho họ biết rằng có hàng ngàn, có hàng triệu người ngoài lẽ ra đã trở về thành Kitô hữu nếu đã có thêm thở lặng, có cả một đám đông như thế trở lại với đức tin của Chúa Kitô trong xứ mà tôi đang sống đây. Biết bao lần tay tôi mỏi mệt vì ba phép rửa và không còn hơi sức để nói vì là đọc đi đọc lại quá nhiều kinh Tinh Linh và mười điều răn bằng thổ ngữ của họ. Ta thấy Paulo thì diễn tả cái điều đó trong cái câu
khi mà Ngài thấy việc đó chưa thực hiện được, thì Ngài mong mỏi khi Ngài đọc những quyển sách nói về những cuộc khám phá ở những vùng lục địa mới, thì Ngài mong làm sao đến đó để cho cư dân ở đó biết được tin mừng của Chúa. Và một trong những nơi Ngài khao khát là đến Ấn Độ. Và qua nhiều lần thử thách, cuối cùng thì Ngài đã xuống thuyền và để đi đến Ấn Độ. Rồi từ đó, Ngài dần dần dọc theo cả bờ biển. Người ta đến cái số thời gian của Ngài ở trên biển chiếm một phần ba cái cuộc sống của Ngài. Trong 11 năm truyền giáo thì Ngài lên trên biển là phải trên 3 năm. Và cái đoạn đường dài Ngài đi thì vòng 2,5 lần trái đất này. Chỉ vì Ngài khao khát, Ngài khao thân. Cái khao khát đó, cái khao khát loan báo tin mừng, nó thực hiện, nó diễn tả bằng chính cái đời sống của Ngài. Thay vì đặt nặng vấn đề hoạt động, thì Ngài kết hợp hoạt động và cầu nguyện. Cho nên Ngài đúng là một nhà chiêm niệm trong hoạt động, và Ngài hoạt động luôn luôn trong Thiên Chúa. Và Ngài bảo rằng chỉ có một mình Thiên Chúa mới hoạt động ở nơi nhà chuyển gia. Cho nên Thiên Chúa chính cái địa vị độc tôn trong cái cuộc sống của người truyền giáo. Ngài mạnh dạn thương quyết bảo vệ vinh quang Thiên Chúa. Điều mà Ngài e sợ là sợ bị tông đồ chỉ lo chinh phục một thứ quyền hành nào riêng cho mình thay vì cho Thiên Chúa. Ngài sợ rằng vì tìm cách duy trì quyền hành và sự tín nhiệm của người đời, các vị ấy đã xây nhà ở trên cao. Và vì đặt cái niềm tin vào Chúa, cho nên Ngài để cho Chúa hoàn toàn chiếm lĩnh cuộc đời của mình và chúa dẫn cuộc đời của mình. Bí quyết thành công của Ngài không phải là nhờ phải hoạt động cái gì, cho bằng là để Thiên Chúa hướng dẫn mình để làm cái gì và biết sẵn sàng thay đổi, dám đổi sự hoạt động tùy theo những cái biểu lộ của Chúa. Muốn được như vậy, Ngài phải cho mình phải nhỏ lại, Ngài phải cho sự khiêm tốn và thấy rằng mình rất là nhiều cái giới hạn. Ngài thấy rằng cần có một nỗ lực thường xuyên uống nắng bản thân mình theo đời sống của Chúa. Tất cả những gì Chúa thực hiện đều biểu lộ qua cái cuộc sống của mình. Người thấy rằng qua những thử thách mà Ngài đón nhận là những bài thực tập được cái tình yêu của Chúa gửi đến. Thế nên qua những cái tâm tình đó, ngày hôm nay chúng ta mừng lễ của Ngài, chúng ta xin Chúa soi sáng để cho những nỗ lực hàng ngày của chúng ta thấm nhuần cái niềm tin, thấm nhuần ơn sủng của Chúa để mang lại những kết quả mà thánh Francisco đã đạt được. Tuy chúng ta không thể so sánh với Ngài, những con đường đi của Ngài, cái linh đạo của Ngài, tất cả chúng ta với ơn Chúa, chúng ta vẫn có thể bắt chước được, chúng ta vẫn có thể thực hiện được nếu chúng ta tin vào Chúa.
thể. Trong khi phải đối diện với bao nhiêu thúc bách đòi hỏi của lối sống điển hiến vật chất, huấn lệnh truyền giáo của Đức Kitô vẫn không ngừng thúc giục chúng ta: anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo tin mừng cho mọi loài họ tạo. Trong ngày lễ Thánh Phanxicô Xavier, bổn mạng các sứ truyền giáo, chúng ta hãy sống sanh nên lời nguyện xin. Truyền giáo là công việc đòi hỏi phải thanh luyện bản thân. Chúng ta cùng cầu xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, các đức giám mục, linh mục và tu sĩ luôn có lòng hăng say nhiệt thành, vượt qua mọi khó khăn trở ngại trong công tác mục vụ, để gắn kết với tha nhân và dẫn đưa những người lầm lạc trở về đường may nẻo chính. Chúng ta hãy cầu nguyện.
Giờ đến khi tôi vừa dùng con, thật là chúng ta phải
từ đâu ra đây, họ hướng đến Chúa.
Thank you.
Xưa đã khiến thanh phát